kết thúc tham quan ở khu phố Gai Lan thì đoàn chúng tôi đến một địa điểm phong thủy thứ hai, đó là nhà hát quốc gia của Singapore, hay còn gọi là nhà hát Esplanade. Thì người ta hay gọi vui đó là nhà hát Durian, tức là nhà hát trái sầu riêng, tại vì hình dáng của nó có rất nhiều các cái gai nhọn đâm lên trên giống như trái sầu riêng. Thì sau khi khánh thành khai trương nhà hát này đi vào hoạt động thì một thời gian ngắn sau, các trung tâm, các cái tòa nhà xung quanh vốn dĩ là các cái ngân hàng, các cái trung tâm tổ chức quỹ tài chính lớn của châu Á hội tụ tại đây thì đều kêu ca là gặp thua lỗ lớn. Thì họ phát hiện ra những cái góc nhọn này đâm vào các cái tòa nhà này thì tạo thành điểm rất là xấu, tại vì các bạn biết góc nhọn nó trong phong thủy được gọi là hỏa, và các cái hoạt động tài chính thì chúng ta xem là kim, do đó hỏa khắc kim và cái góc nhọn vốn là sát khí đâm thẳng vào thì đều là không tốt cả. Do đó làm sao để hóa giải trong việc này thì ở Singapore họ bố trí rất là hay, tức là họ cho đào một cái đường nước, một cái rãnh nước chạy xung quanh, ôm vòng xung quanh cái nhà hát này, và chính nước là thủy khắc chế hỏa của những cái góc nhọn. Đồng thời nước giúp chúng ta tụ khí. Chúng ta có một cái câu ở trong sách của Tán Thư của Bách Phát, nói là khí gặp gió thì tán, gặp nước thì tụ. Do đó khi chúng ta đào một cái hào nước bao xung quanh thì cái khí nó sẽ không có đi ra khỏi biên giới của nước để đi tấn công được. Do đó thì đây là một giải pháp rất là thông minh. Và nước ở đây thì các bạn tới nơi các bạn không nghe thấy tiếng nước gì cả. Nó rất là êm, là vốn dĩ nước nếu mà chảy quá ồn ào thì nó được xem như là sát khí và nó không tốt về mặt làm ảnh hưởng đến tình cảm, yếu tố giống như là tiếng khóc đó. Do đó thì dòng nước ở đây là đạt tiêu chuẩn hoàn toàn hoang mỹ về phong thủy. Đây là một giải pháp phong thủy rất là hay đối với cái khu vực này. Dòng nước tại sao nó lại chảy? Hai dòng nước nó chảy đây. Ngày xưa nó chỉ có một dòng thôi, dòng bên kia thôi. Sau đó ông Lý Quang Diệu cho làm cái dòng này. Tại vì ông người Singapore tin đó, đất nước Singapore là con cái tiếp cái dòng sông này á, nó biểu thị con cá chép, mà con cá chép gặp nước nước bẩn á chết không tốt, thì họ ông mới quyết định là làm cho nước nó sạch, cho nước nó sạch lên cải tạo nó. Nhưng mà rõ ràng sau khi cải tạo xong cái tỷ lệ là tham nhũng nó giảm đáng kể, tại vì nó liên quan đến tiền.